Ngoài nhà tốt xin kính chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà tốt, nhà đất giá rẻ Hà Nội. Trong video này em sẽ giới thiệu tới quý vị một căn nhà 4 tầng tại Hà Đông. Với căn nhà này, ngõ nông, đường thoáng, gần đường ô tô, thiết kế hướng nhà hướng đông bắc, diện tích 31 đến 32 m2, xây dựng 4 tầng, nhà xây mới hoàn toàn, sổ đỏ riêng biệt từng căn, hồ sơ điện nước riêng biệt từng căn, giá bán chỉ hơn 2 tỷ một chút xíu, bao toàn bộ phí thuế, có trợ vay vốn ngân hàng với quý vị có nhu cầu. Đây là đường ngõ thực tế trước nhà và kia là đường ô tô thưa quý vị. Cách có hai nhà là ra tới đường ô tô đi lại. Với vị trí này xung quanh ngập tràn tiện ích, chợ dân sinh, trường mầm non, tiểu học cấp 1, cấp 2, gần với cuối đường Tố Hữu, Lê Văn Lương kéo dài, gần khu đô thị Đỗ Nghĩa, gần với trường đại học Phenica, gần với lại ngã tư Lê Trọng Tấn, gần bến xe Nghĩa. Nói chung phù hợp cho quý vị đi làm ở Hà Đông này, đi làm ở Chương Mỹ này, đi làm ở Nguyễn Trãi Thanh Xuân này, đi làm ở cung đường Lê Văn Lương kéo dài. Và thiết kế của ngôi nhà như thế nào thì mọi người đừng rời mắt khỏi video để em có thể review cụ thể từ tầng 1 cho tới lên tầng 4. Với phần cửa chính của ngôi nhà thiết kế hai lớp, bên ngoài là cửa sắt sơn tĩnh điện, bên trong 100% là cửa gỗ. Ở đây thì có 4 căn đã bán 2 và chỉ còn duy nhất 2 căn thưa quý vị. Và hai căn nhà này thì thiết kế rất là hiện đại, gác lửng, phòng để xe ở bên dưới, phòng khách riêng biệt để ở phía bên trên. Hiện tại ở đây là phần tầng 1, thì với cái phần khu vực tầng 1 này là để xe máy nha mọi người. Hoặc là quý vị ở đây thì có 4 căn nhà, quý vị có thể để trước nhà, ngõ trước nhà tương đối rộng, thoáng, nằm ở trong khu dân cư đông đúc, vị trí thuộc phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Chắc chắn là nhiều khách hàng hỏi rằng là tại sao mà bên Nhà tốt này hay quay nhà ở phường Yên Nghĩa. Thì thực tế luôn thưa quý vị, nếu như ở quỹ đất ở Hà Đông thì Yên Nghĩa này, Biên Giang, Đồng Mai là những phường mà còn nhiều quỹ đất nhất. Còn nếu như để nói La Khê, Văn Quán, Mỗ Lao vân vân thì thực ra là ở trên đấy quỹ đất càng ngày càng thu hẹp vào. Bởi vậy cho nên là với những Ngọc Ánh hay quay ở phường Yên Nghĩa, bởi vì cái quỹ đất nó còn nhiều, giá bán nó rẻ, thấp nhất có chỉ 1 tỷ 8 một căn tại thời điểm hiện tại thôi. Cho nên là nếu như mà ở phường Yên Nghĩa mọi người ạ. Còn ngoài ra thì trong quỹ căn của anh thì có rất là nhiều những cái phân khúc giá chỉ hơn 1 tỷ cũng có. Và cam kết với khách hàng 100% những căn nhà em quay review sổ đỏ chuẩn chỉnh, bàn giao nhà và có hỗ trợ vay vốn ngân hàng. Quay trở lại với ngôi nhà này thì hiện tại em đang đứng ở đây là phần phòng bếp của ngôi nhà, với phần tủ bếp thiết kế toàn bộ cho quý vị gỗ MDF chống cong vênh, mặt bếp ốp đá granite, xung quanh bếp ốp kính ốp bếp, phụ kiện bếp lắp đặt xong hết đầy đủ, quý vị chỉ việc dọn đồ về và ở được ngay. Giá bán rất là hợp lý, chỉ nhỉnh 2 tỷ một chút thôi. Và tất nhiên giá bán em sẽ để chính xác ở dưới phần miêu tả. Còn cái việc mua bán thì cứ thuận mua vừa bán, có thương lượng, có thỏa thuận quý vị nhé. Đây là phần phòng bếp thì ở đây có thể kê một bộ bàn ăn 6 ghế tương đối là hợp lý. Kia là phần để xe, và với cái căn nhà nhỏ nhắn xinh xắn này, nếu như quý vị có khách thì có thể thiết kế được 4 mâm cơm nha mọi người. Tầng 1 ngoài ra thiết kế thêm một phòng vệ sinh cho quý vị sử dụng ở phía dưới tầng 1. Đầy đủ về bồn cầu, vòi xịt, máy bơm nước tổng lên trên 4 tầng sử dụng của ngôi nhà. Rất nhiều quý khách hàng quan tâm nhà thiết kế theo kiểu gác lửng, ý là phòng khách để ở phía bên trên để nó ngăn cách với tầng 1, nó không liên quan gì đến phòng bếp cả. Thì cái ngôi nhà này thiết kế nó là như vậy. Ngăn cách giữa phần cửa chính thì cầu thang đây. Chủ nhà thiết kế cho quý vị một vách CNC, toàn bộ hệ thống cổ trụ tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 4. Thiết kế ở đây là gỗ mọi người ạ. Đây. Và mặt bậc của bậc cầu thang ốp đá granite. Với căn nhà sổ đỏ chuẩn chỉnh, 4 tầng xây mới, giá hơn 2 tỷ. Nếu như để mà nói với căn nhà này, quý vị có thể trả trước 6 đến 700 triệu tiền mặt. Còn lại ngân hàng hỗ trợ tối đa số tiền còn lại, và với những cái lãi suất ưu đãi nhất, thời gian vay dài nhất. Mời quý vị theo em lên khảo sát các tầng tiếp theo. Ngọc Ánh đã chia sẻ ngay từ phần tầng 1, phòng khách của ngôi nhà để ở trên phía tầng 2, và đây chính là phần phòng khách riêng biệt của ngôi nhà, thiết kế tương đối là ổn, thoáng. Ở trên phía tầng 2 này thì chủ nhà có thiết kế thêm cho quý vị một bộ sofa để ở phần tầng 2, phòng khách đây. Hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, tiết kiệm điện. Trên phía tầng 2 chủ nhà có lắp thêm cho mình một chiếc quạt trần đó, và một cái kệ tivi để đây mọi người ạ.
Không gian phòng khách được thiết kế trang trí rất là tinh tế, hợp lý. Đấy. Rồi là cái phần phòng khách này, ngăn cách giữa phần cầu thang là có một cái kệ gỗ, kệ này đây, để vừa để trang trí mà cũng về vừa quý vị có thể để được đồ nữa. Đây. Tổng quan không gian phòng khách hợp lý với một cái giá nhà bán tại thời điểm hiện tại tương đối là ổn với một hộ gia đình và có hỗ trợ vay vốn ngân hàng, thì tất nhiên sổ sách pháp lý phải chuẩn chỉnh thì ngân hàng mới hỗ trợ cho vay. Với tầng 2 thiết kế phòng khách và giật cấp đi lên thiết kế thêm một phòng ngủ nữa cho quý vị ở phần tầng 2. Với phần phòng ngủ đây, tương đối thoáng, rộng, mát, cửa sổ thông thoáng. Đây mọi người nha. Nằm ở trong khu dân cư đông đúc, xung quanh hàng xóm đầy đủ mọi người ạ, tiện nghi xung quanh luôn mọi người ạ. Với phòng ngủ này thiết kế vuông vắn, cửa thông phòng thiết kế là cửa gỗ. Đó. Và ở đây thiết kế tầng 2 thêm cho quý vị một phòng vệ sinh sử dụng cho tầng 2, đầy đủ về hệ thống sen cây tắm, bồn cầu, lavabo. Phần phòng vệ sinh này thì được chủ nhà ốp gạch 30 60 lên trên tới tận trần cho quý vị, rất là sạch sẽ, quạt hút mùi, đầu chờ bình nóng lạnh, hồ sơ điện nước lắp đặt đầy đủ. Ở đây thì sử dụng nước sạch sông Đà, điện lực EVN Hà Nội, hồ sơ điện nước riêng, quý vị chỉ việc dọn đồ về ở được ngay, sổ sách pháp lý đàng hoàng. Mời người theo em lên tiếp theo tầng 3 của mình nhé. Công năng sử dụng ở phía dưới tầng 2 là có một phòng ngủ. Trên phía tầng 3 thiết kế hai phòng ngủ thoáng trước, thoáng sau. Phòng nào cũng đầy đủ ánh sáng, công năng, cửa sổ cho mọi người. Với ngôi nhà này không lỗi phong thủy, không gần đình chùa miếu mạo, không đường đâm, không thóp hậu, quý vị hoàn toàn yên tâm. Nào. Tổng diện tích sử dụng của 4 tầng là gần 130 mét mà giá bán chỉ hơn 2 tỷ, quá là hợp lý. 3 đến 4 phòng ngủ tùy mục đích công năng sử dụng, dành cho một hộ gia đình từ 2 đến 3 thế hệ ở vẫn rất là ok. Nói chung nhà có sao thì em quay review cho quý vị như vậy. Cũng không có gì gọi là nói quá lên cả, bởi vì nhà nó có xấu thì nó cũng trong video như vậy, mà nó có đẹp thì nó cũng chỉ như vậy thôi. Cho nên quý vị hoàn toàn yên tâm. Đây là phần phòng vệ sinh sử dụng cho tầng 3, tương tự như tầng 2, công năng đầy đủ, hợp lý. Và tầng cuối cùng, mời mọi người theo em lên khám phá tầng cuối cùng của ngôi nhà. Với công năng sử dụng ở phần tầng 4 có một ô giếng trời để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Tiếp theo ở phần tầng 4 thiết kế cho quý vị một phòng riêng, phòng này quý vị có thể thiết kế làm phòng thờ, phòng làm việc tùy mục đích công năng sử dụng của ngôi nhà và của từng người. Phần còn lại sân phơi. Với phần sân phơi rất là rộng và căn nhà này 4 tầng thì đổ tròn 4 tầng đây mọi người nhá. Không như một số nhà là 3 tầng một tung một sân phơi thì là bằng mái tôn. Còn ngôi nhà này là tròn 4 tầng. Đây quý vị có thể nhìn thực tế xung quanh. Và mọi người muốn tìm hiểu biết thêm thông tin chi tiết cụ thể hơn nữa về vị trí ngôi nhà, đi xem nhà thực tế. Và tất nhiên đi xem nhà được tư vấn hoàn toàn là miễn phí nha quý vị. Mọi người muốn tìm hiểu liên hệ trực tiếp với Ngọc Ánh Nhà Tốt theo hai số điện thoại ở phía trên màn hình: 0983 013 403 hoặc 0888 041 414. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.